Ngọc Tâm, mến chào vị khán thính giả của kênh tin tức Htd News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine sớm kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị phần tin tức bình luận có tiêu đề: Nếu Cộng hòa thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, điều gì sẽ xảy ra? Kính thưa quý vị, điều gì sẽ xảy ra? Cuộc bầu cử lùm xùm năm 2020 chắc chắn sẽ không bị lặp lại. Những người không đảng phái và độc lập, được gọi là đám đông thầm lặng của nước Mỹ, đã quyết định bước ra để giám sát cuộc bầu cử. Ở một số bang xoay vòng cánh tả đang là lỗi rằng có sự đe dọa cử tri và khủng bố các nhân viên bầu cử khi có những người mang theo súng đứng canh hầm bỏ phiếu chỉ riêng tổ chức bầu cử liêm chính Hoa Kỳ đã thuê gần 100.000 người tình nguyện, không đảng phái, để giám sát quá trình bỏ phiếu và đếm phiếu. Chắc chắn, nhiều chương trình nghị sự dưới thời Trump sẽ quay trở lại, như là độc lập năng lượng, cắt giảm thuế, tăng lương và tăng việc làm, kiểm soát nhập cư, xóa bỏ những hiệp định thương mại bất bình đẳng cho Mỹ, cũng như thoát khỏi các định chế quốc tế của Liên Hiệp Quốc, bị thao túng bởi chủ nghĩa toàn cầu hóa hai năm cầm quyền của Biden đã phá hoại nền tảng của mô hình tản quyền tự trị quản trị của Hoa Kỳ đến tận gốc rễ. Tuy nhiên, chắc chắn không có việc trả thù, vì nếu không có sự khoan dung chính trị, thì nước Mỹ sẽ hỗn loạn, điều mà cánh tả đang làm. Khi tranh cử năm 2016, Donald Trump nói rằng ông sẽ tống cổ Hillary Clinton vào tù nếu ông làm tổng thống. Nhưng nó đã không xảy ra ngược lại đảng Dân Chủ săn đuổi ông suốt 6 năm qua. Liệu những người yêu mến ông có phục hận? Nói cách khác là đòi lại sự công bằng, ăn miếng trả miếng. Cánh tả đang hướng dư luận tới điều này. Suy cho cùng sự trả thù ngọt ngào cũng khá quyến rũ. Những người quân tử sẵn sàng bỏ qua vì lợi ích chung. Thậm chí là tính cách của các quý ông. Không thèm đến kẻ ngã ngựa. Jarak một tinh hoạt kính tả dự đoán những điều sẽ xảy ra nếu ác mộng của đảng Dân Chủ trở thành sự thật, đăng trên Newsweek ngày 29 tháng 10. Đảng Cộng Hòa có thể đang trên đà giành được những chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Và đảng này có thể chuẩn bị khiến cho Tổng thống Joe Biden phải đau đầu trong hai năm tới. Trong trường hợp xấu nhất đối với đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa sẽ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử còn chưa đầy 10 ngày nữa. Phân tích của công ty theo dõi cuộc thăm dò 538 phát hiện ra rằng đảng Cộng hòa được ưu tiên giành được Hạ viện. Nhưng cuộc đua vào Thượng viện vẫn là một cơn sốt khi các đảng cạnh tranh trong các cuộc bầu cử chặt chẽ ở Georgia, Nevada, Pennsylvania và các nơi khác. Sự kiểm soát của đảng Cộng hòa đối với cả hai viện sẽ mở ra cánh cửa cho hai năm bế tắc lập pháp nơi các đảng viên cộng hòa có thể sẽ cản trở chương trình nghị sự của biden trong khi cố gắng thực hiện chương trình của riêng họ đảng cộng hòa với nhiều người vẫn trung thành mãnh liệt với cựu tổng thống donald trump cũng có thể tiến hành một loạt các cuộc điều tra đối với chính quyền biden và thậm chí tìm cách loại bỏ ông khỏi chức vụ dưới đây là một số điều mà người Mỹ có thể mong đợi để xem liệu đảng Cộng Hòa có thắng lớn vào ngày 8 tháng 11 hay không. Thứ nhất, lập pháp tê liệt. Biden đã phải đối mặt với những thách thức trong việc thông qua các phần quan trọng trong chương trình nghị sự của mình trong hai năm qua. Mặc dù đảng Dân Chủ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, với đa số đảng Cộng Hòa trong cả hai phòng Biden không có khả năng đạt được bất kỳ thành tựu lập pháp nào. Nếu đảng Cộng hòa chiếm Hạ viện và lực đổ Thượng viện, và họ có cơ hội tốt cho cả hai, chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra về mặt pháp lý. Chúng tôi sẽ ở trong hai năm tê liệt. Mark Sanahan, phó giáo sư tại Đại học Surrey ở Vương quốc Anh nói, Đối lại, miễn là đảng Cộng hòa không có đa số Thượng viện, Tổng thống sẽ áp đặt quyền phủ quyết của mình để giữ lại chương trình nghị sự bảo thủ. Paul Weck, một nhà khoa học chính trị tại Đại học British Columbia, Canada, cho biết trừ khi các đảng viên dân chủ ngăn chặn sự bất mãn và giữ quyền kiểm soát đối với cả hai viện, chương trình lập pháp của Biden sẽ bị hạn chế nghiêm trọng. Ông nói thêm, đảng Cộng hòa kiểm soát một trong hai viện, sẽ ngăn chặn bất kỳ đạo luật nghiêng về tự do nào quốc hội sẽ không thông qua đạo luật về quyền biểu quyết nhằm thúc đẩy sự tham gia hoặc ngăn chặn sự đàn áp của cử tri đảng cộng hòa chi tiêu mới cho chăm sóc sức khỏe dịch vụ xã hội và giáo dục đã bị chặn trong quốc hội hiện tại sẽ vẫn bị chặn trong lần tiếp theo wake nói nhưng ông nói thêm rằng đảng Cộng Hòa sẽ không thể thông qua những cắt giảm lớn về an sinh xã hội hoặc hạn chế phá thai. Ông nói, Biden sẽ phủ quyết mọi biện pháp gây tranh cãi của đảng Cộng Hòa. Thứ hai, điều tra. Nếu đảng Cộng Hòa giành được quyền kiểm soát các ủy ban quốc hội, họ được cho là sẽ sử dụng quyền điều tra của các ủy ban đó để khởi động các cuộc điều tra của chính quyền Biden về nhiều vấn đề một trong những chủ đề điều tra có khả năng xảy ra nhất là con trai của Tổng thống Biden, Hunter Biden, người có các giao dịch kinh doanh nước ngoài, từ lâu đã trở thành chủ đề được các đảng viên Cộng hòa giám sát. Bất kỳ cuộc điều tra nào về Hunter Biden, gần như chắc chắn sẽ thăm dò những cáo buộc về việc Tổng thống có liên quan đến các công việc kinh doanh của ông ta. Đại diện đảng Cộng hòa James Comer nói với Politico vào tháng 4, Ủy ban Giám sát Hạ viện sẽ tập trung vào Hunter Biden. Chúng tôi tập trung vào Hunter Biden không phải vì lý do chính trị, mà vì chúng tôi cảm thấy anh ta là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Comer có thể sẽ trở thành chủ tịch của Ủy ban Giám sát nếu đảng Cộng hòa giành được Hạ viện. Nhưng các cuộc thăm dò của Quốc hội có thể không giới hạn đối với Biden và con trai của ông. Đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự quan tâm đến việc điều tra tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia, Bộ Tư pháp và An ninh nội địa và việc Mỹ rút khỏi Afghanistan. Cùng với những vấn đề khác, Shanahan nói rằng, để mong đợi các giải pháp xung quanh cả vấn đề về nhập cư và việc rút khỏi Afghanistan ít huy hoàng hơn. Và ông liên kết với các cuộc điều tra tiềm năng này với một vấn đề khác, đó là luận tội. Sự kiểm soát của đảng Cộng Hòa đối với Hạ viện với quyền diễn thuyết của McCarthy sẽ tạo ra hai năm hỗn loạn về hiệu suất. Thứ ba, làm mất danh dự. Tổng thống Donald Trump đã bị Hạ viện luận tội hai lần và hai lần trắng án tại Thượng viện. Việc thiếu đa số cần thiết để kết tội và loại bỏ ông Trump đã không ngăn cản đảng Dân Chủ đưa các bài báo luận tội chống lại ông và có thể không ngăn cản đa số đảng Cộng Hòa luận tội Biden. Shanahan nói, nỗi sợ đối với Biden là bị luận tội. Các đảng viên đảng Cộng Hòa, theo chủ nghĩa Trump, có cơ sở mạnh mẽ để luận tội Tổng thống về tính hợp pháp của cuộc bầu cử năm 2020, làm bùng nổ di sản của ông và để cuộc đua Tổng thống năm 2024. Nghiêng về ứng cử viên đảng Cộng hòa Năm ngoái, đại diện đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đã đưa ra một nghị quyết tại Hạ viện để luận tội bái Nhưng Shanahan mô tả đó là một phát súng tượng trưng không có răng. Ông cảnh báo, với đa số Hạ viện thuộc đảng Dân Chủ, điều đó chẳng đi đến đâu nhưng nếu đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế, POTUS có thể mong đợi những nghị quyết mới với sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nhiều. Biden có thể không phải là quan chức duy nhất bị luận tội. Hơn 30 thành viên đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã đồng bảo trợ nghị quyết luận tội Bầu trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, trong khi đại diện Greeny cũng đề nghị luận tội Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Một số đảng viên Đảng Cộng hòa muốn luận tội ông Mayorkas về những gì họ coi là thất bại của ông ta trong việc giải quyết các vấn đề dọc biên giới Mỹ-Mexico. Trong khi một số nhà phê bình cáo buộc bộ tư pháp nơi Garland lãnh đạo đối xử sai với một số phụ huynh là những kẻ cực đoan, Shanahan nói rằng có mọi cơ hội cho một giải pháp luận tội đối với Biden có thể tiến hành một lần nữa chính sách sẽ đi ra ngoài cửa sổ khi các binh sĩ của Quốc hội Trump xếp hàng để cung cấp những gì Tổng thống thứ 45 muốn nhất, đó là trả thù. Wake nói rằng đảng Cộng hòa đã thề sẽ khởi động một số thủ tục luận tuổi khác nhau. dựa nhiều hơn vào sự thúc giục của đảng Dân Chủ, hoàn lại tiền cho các cuộc luận tội Trump, hơn là dựa trên bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào. Về các hành vi phạm tội có thể luận tội. Thứ tư, chặn các đề cử tư pháp. Năm 2016, lãnh đạo đa số thượng viện Mitch McConnell từ chối tổ chức các phiên điều trần về ứng cử viên được đề cử của tổng thống Barack Obama vào tòa án tối cao Hoa Kỳ, Merrick Garland. Kết quả là Garland đã không được bổ nhiệm vào tòa án và vị trí được giữ để trống. Sau đó, được lấp đầy bởi cựu Tổng thống Trump. Quyết định của McConnell là một yếu tố chính trong việc tạo ra đa số bảo thủ 6 trên 3 trên toàn quốc cao nhất của quốc gia. Nếu đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện vào năm 2023 và McConnell trở lại với tư cách lãnh đạo đa số, thật khó để biết làm thế nào Biden có thể thành công đưa bất kỳ ai vào tòa án tối cao nếu một vị trí trống xuất hiện thông qua sự nghỉ hưu hoặc qua đời của một công lý. Năm ngoái, McConnell đề nghị ông sẽ chặn một người được đề cử vào tòa án vào năm 2024, là năm bầu cử tổng thống. Tôi không nghĩ rằng một trong hai bên, nếu nó được kiểm soát, nếu nó khác với tổng thống, sẽ xác nhận một ứng cử viên của tòa án tối cao ở giữa cuộc bầu cử ông nói với người dẫn chương trình phát thanh Hush Howitt. Thứ năm, một cuộc chiến trần nợ. Đảng Cộng Hòa cho biết họ có thể sử dụng vấn đề nâng trần nợ liên bang như là một phương tiện để rút ra các nhượng bộ từ chính quyền Biden. Mức trần sẽ phải được nâng lên một thời gian trong năm tới, để chính phủ Hoa Kỳ có thể vay đủ tiền để trả cho các chi tiêu đã được Quốc hội và Nhà Trắng đồng ý. Các thành viên đảng Cộng Hòa của Hạ Viện bao gồm cả lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy, đã gợi ý trong các cuộc phỏng vấn trong tháng này rằng đa số đảng Cộng hòa sẽ đưa ra yêu cầu của chính quyền để đổi lấy việc tăng giới hạn nợ. McCarthy nói với Punchbowl News, bạn không thể tiếp tục con đường, tiếp tục chi tiêu và tăng thêm nợ. Ông nói thêm rằng, khi nói đến trần nợ, cũng giống như bất kỳ điều gì khác sẽ đến lúc OK. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhiều tiền hơn. Nhưng bạn phải thay đổi hành vi hiện tại của mình. Dweck nói rằng họ đang nói về việc tăng hạn mức nợ, đe dọa một vụ vỡ nợ thảm khốc đối với trái phiếu của chính phủ. Ông nói rằng chiến thuật đó đã được thổi bùng lên trong thời kỳ chính quyền Obama. Nếu trần nợ không được nâng lên, Mỹ có nguy cơ vỡ nợ điều này sẽ gây ra những tác động lớn trên toàn cầu và có khả năng dẫn đến suy thoái. Trong bầu không khí đảng phái hơn so với chính quyền của cựu tổng thống Barack Obama, vẫn chưa rõ liệu đảng Cộng hòa có sẵn sàng mạo hiểm vỡ nợ hay không. Wake nói rằng hành vi tổng thể của đa số đảng Cộng hòa có thể nhận được phản ứng tiêu cực của công chúng. Một số ít thành viên Cộng hòa có trách nhiệm không thuộc make america great again có thể kêu lên hãy dừng chúng tôi lại trước khi chúng tôi điều tra ông nói tóm lại cánh tả không muốn nước mỹ bình yên họ không đưa ra bất kỳ một giải pháp nào cho một sự thay đổi không bạo lực kích động bạo lực làm suy yếu nước mỹ đó là mục tiêu có vẻ như nó đang thành công và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Một lần nữa, đội ngũ HD News mời gọi quý vị khán thính giả bấm vào đường link trong phần mô tả hoặc ở phần bình luận để cập nhật lại kênh HD mới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin kế tiếp.